Xin chào quý phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài tia số, số liền trước, số liền sau. Và bài tập môn toán lớp 2, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách của lớp 2 thầy đã làm rất là chi tiết, rất là đầy đủ rồi. Hãy tìm theo bài, theo chương hoặc là theo trang để chúng ta học nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 29 nào. Đấy, như vậy cái bài của chúng ta đây, bài số 1 này, thì yêu cầu mình nè, quan sát các tia số sau. Đó, vậy thì chúng ta sẽ làm gì các em? Quan sát. Ta nhìn thấy đây, người ta cho mấy tia số này? 1 tia số này, 2 tia số này, 3 tia số này, đúng không? Đó, câu A này, viết số thích hợp vào chỗ chấm ở các tia số trên. Rồi, như vậy thì ba cái tia số này các em thấy nè, nó sẽ còn thiếu những cái chỗ mà dấu chấm thế này. Vậy thì nhiệm vụ của chúng mình là sao? Viết cái số còn thiếu vào đây, đúng không? Vậy mình nhìn tia số thứ nhất nhé. Đây thầy sẽ che đi. Tia số thứ nhất chúng ta có là số 1, số 0 đến số 1 này. Như vậy mình thấy nè, cách nhau mấy đơn vị? Một đơn vị đúng không? 0 đến 1. 1 thì sẽ đến mấy? À đúng rồi, 1 sẽ đến 2, đúng không? 2 chúng ta sẽ đến 3, đúng không? 3 đến 4 nè, 4 đến 5 nè, 5 thì chúng ta sẽ đến số mấy? 6, đúng không? Đấy, 6 rồi đến 7, 7 chúng ta sẽ đến số nào? Đúng rồi, số 8. 8 sẽ đến số 9 và cuối cùng là số 10, đúng không? Đó, các em có thể dừng viết để chúng ta gì? Quan sát, được chưa? Rồi, sau khi xong thì chúng ta sẽ dừng viết lại, các em làm vào trong tập của mình hay là trong sách của mình đó, những nội dung hai tia số còn lại. Sau đó mở video của thầy lên để đối chiếu so sánh nhé. Rồi, tia số thứ hai này chúng ta sẽ có số 40 nè. Vậy đây ta thấy này, 43, 44 này cũng cách nhau bao nhiêu một đơn vị đúng không? Vậy 40 sẽ đến 41 nè, đúng không? 41 sẽ đến 42 nè, 43 nè, 44 nè, sẽ đến 45, 46 sẽ đến 47, 47 rồi đến 48, 48 đến 49, vậy thì đây sẽ là số 50, được chưa? Đó, tương tự như vậy ở đây, các em quan sát nhé, 0 đến 10, như vậy thì mỗi một cái vạch đây này lại cách nhau mấy đơn vị? 10 nha. Giống như chúng mình chơi trò chơi ú tim á, tốn trốn tìm ấy, đúng không? 0 đến 10, 10 sẽ đến gì? 2, 20, 30 sẽ đến 4 gì? 40, 40 đến 5, 50, 50 đến 60, 60 đến 70, 80, vậy thì đây sẽ là 90 và đây sẽ là 100. Đó, xong chưa? Đấy, vậy thì đây chính là gì? Câu A. Giờ câu B này, khoanh vào số liền trước của các số 3, 5 và 8. Đây, số 3 này các em, số 3 đây. Vậy thì số liền trước của số 3 là số mấy nhỉ? Liền trước thì nó sẽ đứng ở bên tay gì? Tay trái, đúng không? Vậy thì đây sẽ là số gì? Số 2 là số liền trước của số 3. Số liền trước của số 5, đây số 5 đây, số liền trước của nó sẽ là số mấy? Số 4 nè. Đấy. Và số 8 nè, liền trước của số 8 sẽ là số 7 nhá. Đấy, vậy chúng ta sẽ khoanh vào cho thầy số 2, số 4 và số 7. Rồi, tương tự như vậy, khoanh vào số liền sau của các số 49 nè, 43 nè, 40 nè. Số liền sau thì nó sẽ đứng ở bên tay gì các em? Tay phải, đúng không? Vậy số 49 đây, liền sau của nó tay phải sẽ là bao nhiêu? 5, 50, các em khoanh vào số 50.
Số tiếp theo là 43. Đây, vậy thì liền sau của 43 sẽ là 40 mấy? 44 nhá, bên tay phải. Rồi, liền sau của 40. Đây, 40. Vậy thì liền sau của 40 sẽ là 40, 41. Được chưa các em? Đó, chúng mình đã hoàn thành bài số 1 nha. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng sang bài số 2. Quan sát 3 tia số ở bài 1. À, tiếp tục lại dùng cái tia số ở bài số 1 để mình trả lời. Câu A này, bé hơn hay lớn hơn? Đó, tức là giờ chúng mình sẽ điền nè. Trên các tia số này, số bên phải, tức là chúng ta sẽ điền đây là bé hơn hay lớn hơn số bên trái này. Vậy số bên phải đâu? Ví dụ số 44 này, thì bên tay phải của nó là 45, bên trái của nó là 43. Vậy thì số 44 thì bên phải của nó phải làm sao? 44 rồi đến 4, 45, ví dụ số 4 này bên phải của nó là 5. Vậy thì nó sẽ là chữ gì? Số bên phải sẽ lớn gì? Lớn hơn. Đó, mình sẽ điền đây cho thầy chữ lớn gì? Lớn hơn số bên trái. Được chưa? Rồi, câu B này, dựa vào tia số để so sánh các số 1 với lại 9 này. Đấy, vậy số 1 đây các em. Như vậy số 1, đây là số 9 này. Các em thấy số 1 nó nằm ở bên nào của số? Số 9 này nó nằm bên nào của số 1? À đúng rồi, số 9 nó nằm bên tay gì? Tay phải. Số mà nằm bên tay phải thì chắc chắn là gì? Số 9 sẽ lớn hơn số gì? Số 1. Đó. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng so sánh được số 7 với số 6. Đúng không? Số 7 thì nằm bên tay gì? Tay phải của số 6. Đó, các em dựa vào tia số chúng ta điền được nhá. Đấy, nên số 7 sẽ lớn gì? Lớn hơn 20 so với 100. Đây, số 100 đây, 20 đây. Như vậy, số 20 nó đứng bên gì? Trái của số 1, 100. 100 này đứng bên phải của số 20, nên số 100 này sẽ gì? Lớn hơn. Hay là số 20 sẽ nhỏ gì? Nhỏ hơn. Vậy thì 30 với 30 đây sẽ bằng nhau. Tương tự như vậy, số 47 chúng ta sẽ thấy nó nằm bên phải của 42. 46 lại nằm bên trái của 48. Nên chúng ta sẽ dễ dàng điền được các dấu ở đây. Xong chưa? Rồi, sang bài số 3. Viết số liền sau. Đó, các em nhớ này, số liền sau này 9. Vậy thì liền sau của nó, tức là bên tay gì? Tay phải. 9 rồi sẽ đến gì? Đến 10. Dễ như ăn kẹo. 65 liền sau sẽ là 60. 66. 90 liền sau của nó sẽ là 91. Được chưa? Rồi, đơn giản không? Quá đơn giản nhá. Rồi, tương tự như vậy, câu B, viết số liền trước. Nhớ liền trước thì nó lại đứng ở bên tay gì? Tay trái. Vậy thì bao nhiêu thì mới đến 17? À đúng rồi, liền trước thì sẽ là nhỏ hơn, 16 đến 17. Bao nhiêu để đến 31 các em? À chúng ta sẽ có là 30 sẽ đến 31. Tương tự như vậy, ở đây chúng ta sẽ có số 49 sẽ đến số 5, 50. Xong chưa? Rồi, sang bài số 4 nè. Như ta cho nè, 46, 47, 48 là 3 số liên tiếp. Vậy ta hỏi này, viết số vào chỗ chấm để có 3 số liên tiếp. Đấy, vậy thì đây có 18 này. Vậy thì giờ mình sẽ viết số nào vào đây để có số 20 nhỉ? 18 sẽ đến gì? 10, 19 đúng không? Rồi đến 2, 20. 31 đến 32 sẽ đến 30, 33 đúng không? 9 đến mấy? Đến 10 sẽ đến 10, 11. 98 này, 99 này sẽ đến 1, 100. Xong chưa?
Đấy. Bài này thì dễ như là chúng ta đi mua kem thôi, đúng không? Có nhiều bạn không thích ăn kem. Rồi. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Như vậy người ta cho 14, 15, 16. Chúng ta sẽ có đây là 10, 17. Tiếp theo 18. Tiếp theo 19, 2, 20. Đúng không nào? Đó. Rồi. 22, 21. Vậy thì đây là sao? Đây là tăng một đơn vị, đây là giảm một đơn vị này. Chúng ta lại viết này. 22, 21 này sẽ đến 2, 20. 20 sẽ đến 10, 19, 18. Vậy thì đây là 17 và đây sẽ là anh 10, 16 nhá. Đó. Nhớ ở hàng trên thì nó sẽ tăng một đơn vị, hàng dưới sẽ giảm một đơn vị. Được chưa? Rồi. Bài số 6, đếm thêm 2. Vẽ theo mẫu viết số vào chỗ chấm. Đấy, vậy thì ở đây này các em thấy nè. 0 nè. 0 1 2, tức là chúng ta sẽ đếm thêm 2 này. 0 đến 1 đến 2. Vậy thì đây sẽ vẽ cái đường này. 2 chúng ta lại đếm thêm 2 này, 2 sẽ đến 3 đến 4 nè. Đó, chúng ta sẽ vẽ nè. Vậy thì từ 4 nè, chúng ta sẽ có đây là số mấy? Số 5 nè. 5 đếm tiếp là 6 nè. 6, vậy thì kem sẽ vẽ theo mẫu ở đây. Đó, chúng ta sẽ vẽ. Được chưa? Đó. 6 chúng ta lại đếm tiếp nè, là 7 nè. Đúng không? Rồi. 8 nè, kem đếm thêm 2. Như vậy 6 sẽ đến 8 nè, được chưa? 8 giờ chúng ta lại đếm tiếp nè. 9 nè, 10 nè, đúng không? Vậy thì đây chúng ta lại đếm tiếp và vẽ. Xong chưa? Đơn giản đúng không? Cứ đơn giản như là đan rổ. Rồi. Sang bài tiếp theo. Cũng tương tự như vậy, chúng mình cũng lại đếm thêm 2. Vậy thì giờ mình sẽ đếm từ 5 này. 5 sẽ đến gì? 6 nè. Và đây sẽ là 7 nè. Đúng không? Đó, chúng mình sẽ vẽ nè. 7 sẽ đến gì? 8 nè. Đến 9 nè. Đúng không? Vậy chúng ta lại vẽ nè. Được chưa? 9 chúng ta sẽ có là 10, 10, 11. Các em sẽ vẽ ở đây. Đúng không? Đơn giản như đan rổ đúng không? Rồi. Bài số 7 nha. Bài số 7 người ta cho cái gì? Dựa vào tia số tìm kết quả của phép tính. Đếm thêm. Như vậy ở đây ta cho mẫu nè, 10 cộng với 3, tức là 10 các em sẽ đếm thêm nè, cộng thêm 1 nè, cộng thêm 1 nữa này, cộng thêm 1 nữa nè, tức là 10 sẽ cộng với 3 thì bằng bao nhiêu? 13. Vậy bây giờ nè, mình sẽ có 14 nè. 14 đây. Bây giờ chúng ta sẽ đếm thêm mấy? Cộng với 2. Vậy thì 14 nè. Cộng thêm 1 nè. Đúng không? Đúng chưa? Cộng thêm 1. Cộng thêm 1 nữa nè. Đúng không? Đấy. Vậy thì 14 nè. Là cộng 1 là 15. Cộng 1 nữa là 10. 16. Vậy chúng mình sẽ có đây là mấy? 10. 16. Được chưa? Rồi, 16 này. Đếm thêm 2 này. Tức là từ số này chúng ta lại cộng thêm 2 này. Thầy sẽ phân biệt bằng cái màu đỏ đấy nhá. Cộng thêm 2 này. Đó, cộng 1 này. Cộng 1 nữa là 2 này. Vậy thì đây để đến 18 này. 18 giờ kem lại cộng thêm 1 nữa này. Đúng không? Đấy, cộng thêm 1. Tức là 16 này chúng ta sẽ đếm thêm mấy? Thêm 3 này. Vậy thì 16 này cộng thêm 1 17, cộng thêm 1 là 18, cộng thêm 1 là 10, 19. Đấy, các em hiểu chưa? Rồi, vậy thì đây là cách đếm thêm. Vậy thì đây là cái bài mà chúng ta sẽ là gì? Thêm một số đơn vị đó. Đúng không? Rồi. Câu B, đếm bớt. Bây giờ chúng ta sẽ bớt đi nè. Mẫu người ta làm này. 55 trừ đi 10 trừ đi 5 bằng 40. Như vậy 55 này
trừ đi 10 sẽ đến 45 này. 45 trừ tiếp đi 5 này thì còn 4 gì? 40 này. Đó. Vậy bây giờ chúng mình sẽ làm cái phép tính tiếp theo nhé. Có số 35 đây. Đó, 35 đây. Trừ đi 5. Như vậy mỗi một cái hàng này thì sẽ là mấy? 5 này. Vậy thì 35 các em trừ đi 5 này. Trừ đi 5 này. Đúng không? Tiếp tục chúng ta lại lấy cái số 30 này, trừ tiếp đi 5 nữa này. Đó. Vậy thì nó còn bao nhiêu đây? 20 mấy? 25. Đúng chưa? Rồi. Tiếp theo này, 20 trừ đi 10 lại trừ tiếp 10. Đây, số 20 đây. Trừ đi 10 này các em. Đó, chúng ta trừ đi 10 nè. Đây là trừ đi 10 nhá. Vậy thì còn mấy đây? Còn 10. 10 giờ chúng ta lại tiếp tục trừ đi 10 nữa nè. Đấy, đây trừ đi 10 nữa nè. Như vậy 10 trừ đi 10 nữa thì còn mấy đây? Còn 0. Vậy đây sẽ là số 0. Hiểu chưa? Rồi, xong nhá. Bài tiếp theo, bài số 8. Viết số thích hợp vào ô trống. Câu A này, 4 hay 6? Như vậy người ta cho mình cái tia số đây, các em thấy nè. 0 nè. Vậy thì nhìn vào đây nè, chúng ta thấy cái số 5 nè. Số 5 nó đứng ở đây. Vậy thì đứng ở bên phía tay gì? Tay trái. Đứng bên tay trái của số 5 thì phải là số nhỏ hơn gì? Hơn 5. Như vậy giữa 4 và 6 thì số nào nhỏ hơn 5? À đúng rồi, đây sẽ là số 4 nhá. Được chưa? Đấy, chú ý vào. Câu B này, 13 hay 17? Như vậy đây có số 15. Có hai số là 13 và số 17. Số 13 thì nó phải đứng bên tay gì? Tay trái của số 15, đúng không? Vì sao? 13 nó nhỏ hơn 15. Vậy thì số 15 nè, thì bên tay phải của nó phải là số 17 ở đây, đúng không? Vậy đây chúng ta sẽ chọn là số 17. Được chưa các em? Xong nhá. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có câu C. 29, 21, 35, 48 hay là số 42? Tức là từng cái vòng tròn này này, chúng ta sẽ điền những cái số này. Vậy thì 20 nè, đằng sau số 20, tức là bên tay phải của 20 thì sẽ là số mấy đây? 21, đúng không? Đó. Số này 30 nè, vậy thì giờ tìm một số đứng trước của số 30. Vậy thì trong những số này thì số nào sẽ đến 30? À đúng rồi, chúng ta sẽ là số 29 nhá, đúng không? Rồi, vậy thì số này, số nằm sau 30 nhưng mà lại đứng gì? Đứng trước 40. Đứng sau 30, đứng trước 40. Đó. Vậy thì ở đây chỉ có số nào là thích hợp nhất các em? 30 mấy? 35 nhá. Được chưa? Rồi, 40 sẽ đến bao nhiêu? Đến 48 được không? Không được, đúng không? Vậy thì đây chỉ có số hợp lý nhất sẽ là 42. Vậy còn mỗi anh còn lại là 40 mấy đây? 48. Được chưa? Đó. Như vậy chúng mình đã hoàn thành chưa nào? À còn bài số 9 nữa các em. Bài số 9 vui học. Số nhà của mỗi bạn là số nào? Đó. Như vậy mình sẽ có chú hiêu và chú khỉ nè. Số nhà của tớ là số lớn nhất có hai chữ số. À như vậy thì bây giờ chú Nai chú bảo nè. Số nhà của tớ là số lớn nhất có hai chữ số. Vì sao? Vì chú này rất là cao to. Nếu mà cái nhà nhỏ thì sẽ không đi vào được, đúng không? Vậy số lớn nhất mà có hai chữ số là số nào? Số nào nhỉ? Đấy, vậy thì chúng mình sẽ nhìn vào đây. Số nhà của hươu cao cổ là số lớn nhất hai chữ số là số nào nhỉ? Các em nhớ không? À đúng rồi, sẽ là số 99 nhá. Đấy. Nếu mà số lớn nhất khác, tức là hai chữ số khác nhau á, thì nó mới là 98. Còn đây là người ta chỉ yêu cầu là hai chữ số thôi. Vậy thì mình sẽ chọn hai số lớn nhất. Vậy thì đây mình sẽ điền là 99. Được chưa? Rồi.
sang đến chú khỉ nào. Bạn nào thích chú nào thì chúng ta điểm danh xuống dưới nhá. Thầy rất thích chú voi. Chú voi con ở bạn đôn. Đó. Rồi. Số nhà của tớ là số bé nhất có hai chữ số. À như vậy, chú khỉ nè, lại là số bé nhất mà có hai chữ số các em ạ. Như vậy các em thấy nè, bé nhất thì sẽ bắt đầu từ số 0. Nhưng mà hai chữ số thì số 0 có đứng trước được không? Không đứng trước được nhá. Do vậy chúng ta không thể viết là hai số 00 như thế này được. Đúng không? Đấy, vậy thì bắt buộc số gì đứng ở hàng chục phải là số 1. Vậy số bé nhất có hai chữ số chính là số mấy đây? Số 10 nhá. Vậy thì chú khỉ này sẽ có nhà là số 10. Đó, được chưa? Rồi, tiếp theo chú đà điểu. Đó. Đây chú đà điểu con đúng không? Dạ. Yeah. Số nhà của tớ là số liền sau của 99. Liền sau tức là đứng bên phía tay gì các em? Tay phải. Vậy thì 99 sẽ đến gì? 100. Vậy thì đây mình sẽ điền cho chú đà điểu là số bao nhiêu? À đúng rồi, 100. Được chưa? Và cuối cùng là chú voi con ở bản đôn không có nhà. Đó. Rồi, số nhà của tớ là số gồm hai chữ số 4 và 7. Tức là 4 nè và số 7 nè, các em phải ghép nó vào nhé. Được chưa? Số này lớn hơn 70. Như vậy 47 các em ghép vào thì chỉ được là số 4, số 7. Và số 7 số gì? Số 4. Nhưng điều kiện ở đây nè, nó phải lớn hơn 70. Như vậy 47 nè so với 70 thì ai lớn hơn? À rõ ràng 70 lớn hơn đúng không? Vậy 74 so với 7, 70 thì ai lớn hơn? À 74 lớn hơn. Vậy thì chúng ta sẽ lấy số nào? Lấy số 74 này nhá. Vậy thì đây chính là nhà của chú voi, số 74. Rồi các bạn điểm danh nhà của mình ở dưới video cho thầy nha. Và đến đây chúng ta sẽ tạm biệt các em thân yêu. Sở thầy phái bye bye nhé. Rồi hẹn gặp lại các em trong bài đề si mét. Đừng quên chia sẻ kênh cũng như video này cho các bạn đang học chung lớp chung trường nha.